Hồi sáu, Lưu Khuê Bích mưu hại bạn Hiền. Nàng Yến Ngọc ra tay cứu nạn. Hoàng Phủ Kính xem qua bức thơ của Lưu Khuê Bích rồi nghĩ thầm. Quê nhà của Lưu Khuê Bích ở tại Côn Minh là nơi thắng cảnh nên ý lấy tình thân thiết mời con ta đến chơi, vậy ta cũng cần phải cho đi để khỏi có việc xích mít về sau. Nghĩ đoạn, ông ta gật đầu cho phép Thiếu Hoa đi Côn Minh, Thiếu Hoa mừng lắm, vội viết thơ phúc đáp ngay rồi giao cho tên gia tướng họ Lưu mang về hẹn chắc hôm sau sẽ đến. Lưu Khuê bích tiếp được phúc thơ, lòng khắp khởi, sai gia tướng dọn dẹp một chiếc thuyền và đi kêu hai đứa kỹ nữ đẹp đặng chúng phục trụ cho thiếu hoa thật say để có cơ hội ám hại. Sáng hôm sau, Bình Minh vừa hiện, thiếu hoa đã thấy một tên gia tướng của Khuê bích đến trước chàng. Nên chàng vội vã sắm sửa dắt hai tên gia tướng ra đi gấp để đáp lại tấm thịnh tình của Khuê Bích. Tên gia tướng của Khuê Bích dắt ba thầy trò của Thiếu Hoa xuống mé hồ Côn Minh, ở đó đã chuẩn bị sẵn một con thuyền. Khuê Bích bước ra lễ phép mời Thiếu Hoa xuống thuyền rồi cùng nhau tâm tình rất nên tương đắc. Một lát sau đã thấy hai đứa kỹ nữ bưng mâm rượu thịt lên, Khuê Bích rót rượu niềm nở mời Thiếu Hoa và bảo hai con kỹ nữ đờn ca, tiếng nhạc khoan réo rắc trông như cảnh bồng lai, nhưng Thiếu Hoa lại không thích, chỉ uống chút đỉnh thôi. Khuê Bích thấy vậy vội hối gia tướng mở dây thả thuyền trôi trên mặt hồ, cảnh trời nước một màu xanh biếc, con thuyền từ từ lướt qua đầu gành cuối bãi đập vào mắt thiếu hoa biết bao cảnh đẹp thần tiên khuê bích đinh ninh thế nào thiếu hoa cũng phải say đắm và dùng nhiều rượu nhưng thiếu hoa chỉ uống rượu cầm chừng vui chơi đến trưa chàng đứng dậy xin cáo từ khuê bích nắm tay thiếu hoa giả vờ rưng rưng nước mắt nói chẳng mấy khi hoàng huynh sang đây chơi sao lại vội ra về thiếu hoa cực chẳng đã phải nán lại đến khi mặt trời khuất bóng thì xin cáo từ một lần nữa nhưng lần này khuê bích quyết tình giữ lại chàng nói. Hoàng Huynh đến đây chơi với đệ chưa được thỏa mãn mà đã ra về thật không gì buồn cho bằng. Thôi bây giờ xin mời Hoàng Huynh quá bộ lên huê viên đặng bày thêm tiệc khác, chúng ta cùng hưởng lạc, ở đó phong cảnh rất hữu tình, đệ tin chắc sẽ vừa lòng Hoàng Huynh đấy. Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói. Điều ấy thật tình tôi không thể chịu ý Lưu Huynh được, vì nếu đêm nay tôi không về chắc song thân tôi nóng lòng trong đợi. Lưu Khuê Bích cười mơn trớn nói điều ấy xin hoàng huynh chớ ngại vì lịnh đường đã biết hoàng huynh đến đây chơi với đệ mà không thấy về tất nhiên người biết tôi cầm ở lại rồi vả chăng hai ta kết bạn với nhau đã mấy năm chờ mãi đến hôm nay hoàng huynh mới sang đây thì phải ở lại tâm tình trong đêm nay cho thỏa lòng mong mỏi chứ dứt lời khuê bích không đợi thiếu hoa đáp vội cho phép hai kỹ nữ về rồi nắm tay thiếu hoa bước ra khỏi thuyền lên bờ đi thẳng về huê viên huê viên này chiếm một khu đất vô cùng rộng rãi trong ấy có đủ kỳ hoa dị thảo lầu các đình đài non bộ hồ sen mười phần xinh đẹp hoàng phủ thiếu hoa vốn lòng chân thật nên bằng lòng ở lại và khen ngợi chẳng cùng lưu khuê bích đưa tay chỉ về phía hữu nói trong huê viên chỉ có tiểu xuân đình là thanh tịnh hơn hết đêm nay chúng ta ở đó đàm đạo chơi thiếu hoa gật đầu thế thì hay lắm chúng ta hãy đi khuê bích mừng thầm dắt thiếu hoa vào tiểu xuân đình ngồi đàm đạo việt binh thơ Lisa đời sống mỹ. chỉ mấy phút sau đã thấy gia tướng bưng mâm rượu thịt lên toàn là cao lương mỹ vị thiếu hoa nói chúng ta mới vừa dùng tiệc sao còn bày tiệc nữa làm gì khuê bích nói chúng ta chỉ ngồi không trò chuyện thì buồn lắm cần phải có ăn uống mới thêm phần thích thú vừa nói khuê bích vừa dắt thiếu hoa vào bàn tiệc rót rượu mời mọc còn hai tên gia tướng của thiếu hoa là Tào Tính và Ngô Tường thì đứng hầu một bên. Ngờ đâu đêm ấy bà ngoại của Khuê Bích là tiền thị qua đời, cố hoàng nghiệp sai người đến báo cho cố phu nhân hay, cố phu nhân lật đật sai nữ tỳ ra tiểu Xuân Đình kêu Khuê Bích vào cùng đi hộ tan. Khuê Bích hay tin vội khiến gia tướng ở đó hầu thiếu hoa, chàng lập tức đi vào hầu cố phu nhân. Đến nơi, thấy Lưu Yến Ngọc cùng Giang Tam Tẩu đang xếp đặt đồ hành lý, Cố phu nhân liền nói rõ cái chết của tiền thì cho Khuê Bích nghe và bảo chàng phải sửa soạn cùng đi với bà qua hộ tang. Lưu Khuê Bích giật mình nghĩ thầm. Đêm nay ta quyết phóng hỏa đốt tiểu Xuân Đình giết chết thiếu hoa mà sự việc xảy ra bất ngờ như vậy biết làm sao đây. Nghĩ đoạn, Khuê Bích vòng tay thưa. Nếu con theo thân mẫu đi thì việc nhà lấy ai coi sóc. Phu nhân nói. Việc đi phục tang cho ngoại con vô cùng quan trọng, việc nhà con chớ lo, vì đã có em con và Giang Tam Tẩu đảm nhiệm, còn ngoài Huê Viên đã có Giang Tấn Hỷ, mẹ con ta chỉ đi độ và ngày rồi về, không hại chi đâu. Lưu Khuê bích cực chẳng đã phải vâng lời, nhưng lại nghĩ thầm. Thế nào đêm nay cũng phải giết cho được thiếu hoa, bây giờ ta mắc đi thì trách nhiệm này phải giao cho Giang Tấn Hỷ mới được. Nghĩ rồi, bước ra ngoài cho người gọi Giang Tấn Hỷ. Giang Tấn Hỷ là con ruột của Giang Tam Tẩu tuổi độ 16, tính tình ngay thẳng, trung hậu, hắn là kẻ tôi tới tâm phúc của Lưu Gia, khi nghe Khuê Bích gọi vội chạy đến bẩm. Chẳng hay công tử đòi tôi dạy việc chi. Lưu Khuê Bích nhìn bốn bên thấy vắng bóng người liền kề tai hắn nói rõ ý định mình rồi bảo hắn nội đêm nay phải đốt cháy tiểu Xuân Đình giết chết cho kỳ được thiếu hoa, mai sau duyên nợ thành rồi sẽ trọng thưởng. Giang Tấn Hỷ nghe nói giật mình nghĩ thầm. Đêm hôm qua ta nằm chim bao thấy một ông già đến mách bảo ta chớ nên hại người để ngày sau ta được hưởng phúc lớn, ta lấy làm lạ vì xét ra ta có thù hiềm với ai đâu mà toan ám hại người. Bây giờ ta mới biết công tử khuê bích bảo ta làm việc sát nhân. Nghĩ rồi, Giang Tấn Hỷ đáp. Nếu công tử bảo việc gì khác tôi không khi nào từ thác, xong việc này tôi không dám, vì Hoàng Nguyên Soái có quyền tiền trảm hậu tấu, nếu người hay được thì tánh mạng tôi còn gì. Khuê Bích cười gằn nói. Ngươi nghĩ như thế là lầm rồi. Ngươi nên biết rằng cha ta là một vị quốc trượng, làm sao hoàng phủ kính dám xâm phạm đến ngươi cứ việc bạo dạn hành động đi nếu mai sau hoàng phủ kính hay được cứ việc tuyên bố rằng thiếu hoa say rượu đạp đổ đèn nên lửa bắt cháy tiểu xuân đình mới thọ hại chớ không can chi đâu thấy khuê bích cố tình ép buộc nên tấn hỷ phải vâng lời khuê bích mừng rỡ bảo tấn hỷ phóng hỏa xong phải cho người qua báo tin cho chàng hay lưu khuê bích sắp đặt mưu kế xong xuôi liền theo cố phu nhân sang ngoại gia để phục tang cho tổ mẫu Nói về Lưu Yến Ngọc, em Lưu Khuê Bích là một cô gái dung nhan diễm lệ, thuở bé theo đòi nghiên bút và trao dồi nữ công, hàng ngày hú hí với bà nhũ mẫu Giang Tam Tẩu và con đầy tớ phi diễn ở tại Hiển Vân Cát. Con đầy tớ phi diễn này tánh tình rất sâu hiểm, hắn biết cố phu nhân ít yêu mến Lưu Yến Ngọc nên có việc gì là chạy đi mét nói thêm nói bớt nên nàng ghê sợ nó lắm. Tối hôm ấy khi cố phu nhân đi rồi, Lưu Yến Ngọc gạt con phi diễn cho hắn đi ngủ rồi kề tai nói nhỏ với Giang Tam Tẩu trưa hôm qua con nằm chim bao thấy một người đàn bà xưng là ngô huệ nương thân mẫu của con người cho biết rằng chỉ vì bạc phước không thể sống nuôi con được nên phải để con lại cho cố phu nhân nuôi nhưng nay tuổi con đã trưởng thành cố phu nhân lại không nghĩ gì đến chuyện lương duyên vì vậy người hiện hồn lên mách bảo cho con biết nội đêm nay sẽ có quý nhân đến tại tiểu xuân đình anh con lại cố tâm phóng hỏa thiêu chết người ấy Người khuyên con hãy cùng nhũ mẫu đến đó ra tay cứu nạn rồi kết nghĩa đá vàng với người ấy để sau này được hưởng vinh hoa phú quý và cứu cả nhà ta nữa. Nàng lại kể tiếp. Lúc ấy con muốn hỏi xem quý nhân ấy là ai, nhưng bà ta đã xô con một cái, con giật mình thức dậy mới biết là chim bao. Giang Tam Tẩu nói. Chim bao mộng mị cũng không đáng tin lắm, có lẽ tiểu thơ mơ tưởng đến thân mẫu thuở xưa nên mới mơ tưởng như vậy chứ gì. Lưu Yến Ngọc nói. Lúc con mới sanh được vài tháng thì mẹ con qua đời, làm sao con biết được mặt người mà hồng mơ tưởng. Chắc việc này cũng có duyên cớ chi đây." Giang Tam tẩu hỏi. "Vậy tiểu thơ hãy tả hình dạng người ấy xem có giống thân mẫu của tiểu thơ khi trước không." Lưu Yến Ngọc nói. Người đàn bà ấy hình vóc mảnh khảnh, độ 22, 23 tuổi là cùng, mặt tròn, da trắng. Cứ như lời ấy thì quả nhiên thân mẫu của tiểu thơ báo mộng rồi. Vậy để tôi hỏi Giang Tấn Hỷ xem đêm nay có ai ở Tiểu Xuân Đình không? Giang Tấn Hỷ vốn người chí hiếu, nên khi nhận lời Lưu Khuê Bích rồi, vội chạy đi tìm mẹ để bày tỏ sự tình. Khi hai mẹ con gặp nhau, Giang Tấn Hỷ liền thuật rõ điềm chim bao của mình cùng lời xui bảo của Khuê Bích cho mẹ nghe, rồi lại nói. Thưa mẹ, con có thù oán gì với Hoàng Phủ Thiếu Hoa đâu, sao nỡ đang tâm hại người? Bấy giờ Giang Tam Tẩu mới biết chắc Lưu Yến Ngọc có tiền duyên với Thiếu Hoa, bèn thuật lại điềm mộng của tiểu thơ cho giang tấn hỷ nghe và nói căn cứ theo điềm mộng của tiểu thơ thì hoàng phủ công tử sau này sẽ đặng phú quý vậy ta phải lập kế cứu người mới được giang tấn hỷ suy nghĩ hồi lâu rồi nói bây giờ muốn công việc được lưỡng toàn để tôi gạt hai tên gia tướng của công tử ra ngoài uống rượu rồi thân mẫu dắt tiểu thơ vào đó đính ước kết duyên và bảo công tử lẻn ra cửa sau trốn về chừng ấy tôi sẽ phóng hỏa đốt tiểu xuân đình làm cớ nếu sau này Lưu Công Tử có tra xét thì thân mẫu nhớ dặn Hoàng Phủ Công Tử bảo rằng trong cơn nguy cấp nhờ có thần nhân cứu thoát đem bỏ giữa đồng. Có vậy Lưu Công Tử mới khỏi nghi ngờ chúng ta. Giang Tam Tẩu khen là diệu kế, vội vã vào nhà thuật lại cho Lưu Yến Ngọc hay. Lưu Yến Ngọc nói. Tại sao gia huynh tôi lòng dạ lại độc ác đến thế cơ? Con người ác nhân như vậy thế nào cũng bị tai họa. Hồi bảy. Giang Tấn Hỷ phóng hỏa tiểu Xuân Đình hoàng phủ thiếu hoa thoát thân đào tẩu. Giang Tấn Hỷ bước vào tiểu Xuân Đình, trông thấy công tử thiếu hoa đang ngồi dưới đèn, hai bên có hai tên gia tướng đứng hầu. Chàng bước tới mời hai tên gia tướng ra ngoài uống rượu. Hai người tỏ lời từ chối, thiếu hoa vội nói. Người đã có lòng mời thì chúng bay hãy đi đi, bây giờ ta cũng đã buồn ngủ rồi, không cần phải hầu hạ nữa. Tào tính và ngô tường thấy tiểu chủ mình cho phép, mừng rỡ nối gót theo Giang Tấn Hỷ ra khỏi tiểu Xuân Đình. Giang Tấn Hỷ dắt đến một gian nhà nhỏ rồi gọi tên đầu bếp bưng rượu thịt lên đoạn mời hai người nữa ngồi ăn uống. Rượu được vài tuần, Giang Tấn Hỷ đứng dậy nói. Hôm nay cố phu nhân và Lưu Công Tử đi vắng, vậy tôi xin phép đi tuần huê viên một tí rồi trở lại ngay, xin cư vị cứ ngồi đây ăn uống tự nhiên. Nói rồi, Giang Tấn Hỷ bước vào nhà trong tin cho mẹ hay giang tam tẩu bước lại nói nhỏ với lưu yến ngọc bây giờ tiểu thơ hãy theo tôi ra tiểu xuân đình đặng kết thân cùng hoàng phủ công tử lưu yến ngọc nghe nói mắt cỡ quá đôi má nàng đỏ gay nói chẳng lẽ mình là con gái lại đi tỏ lời cầu duyên như vậy coi sao được giang tam tẩu thở dài đáp vẫn biết vậy song cố phu nhân và lưu công tử không ai đề cập đến cuộc lương duyên của tiểu thơ cả mà nay tiểu thơ còn nệ hà như vậy sao được huống chi việc này là tiểu thơ vân mạng của mẫu thân đã báo mộng chứ có phải lăng loàn trắc nết chi đâu mà ngại. Lưu Yến Ngọc bất đắc dĩ phải nghe theo, cùng Giang Tam tẩu thẳng đến tiểu Xuân Đình. Lúc ấy, Hoàng Phủ Thiếu Hoa đang nằm một mình trong phòng bỗng thấy ngoài cửa có hai người đàn bà đi vào, mỗi người trên tay cầm một cây đèn sáp. Hoàng Phủ Thiếu Hoa ngồi phát dậy hỏi. Lưu Công Tử đã đi vắng rồi, hai người là đàn bà tại sao đến đây làm gì? Lưu Yến Ngọc nghe hỏi giật lùi một bước đứng yên lặng không dám bước tới cũng không thốt lên lời. Giang Tam Tẩu vội nắm tay Yến Ngọc dắt tới nói. Tiểu thơ cứ việc bước vào, có tôi đây không can chi đâu mà ngại. Lưu Yến Ngọc bước vào một cách miễn cưỡng vẻ mặt sượng sùng, nàng đứng bên cạnh bàn cuối mặt làm thinh. Thấy vậy, Hoàng Phủ Thiếu Hoa lại nghi là một việc dâm tà nên gằn giọng hỏi. Ở đời phàm nam nữ tất hữu biệt, tại sao đêm hôm tâm tối, Hai người đàn bà con gái lại dám đường đột đến đây." Giang Tam Tẩu nghiêm giọng nói. "Chỉ vì công tử chưa rõ. Nguyên tiểu thơ đây là thứ nữ của Lưu Quốc Trượng, linh muội của Lưu công tử, năm nay mới 15 tuổi còn tôi đây là nhũ mẫu của tiểu thơ tên Giang Tam Tẩu, mẹ của Giang Tấn Hỷ có việc cơ mật nên mới đến đây." Thiếu Hoa nghe nói có việc cơ mật lấy làm lạ, là, im lặng lắng tai nghe. Giang Tam Tẩu thuật lại hết đầu đuôi. Việc thân mẫu của Lưu Yến Ngọc báo mộng, bảo phải đến đính ước kết hôn, cùng việc Lưu Khuê Bích âm mưu phóng hỏa đốt tiểu Xuân Đình ám hại. Thiếu Hoa nghe rõ đầu đuôi liền đứng dậy chào Lưu Yến Ngọc nói. Té ra tiểu thơ đến đây cứu tôi mà tôi không biết, xin cam thất lễ, vậy xin mời tiểu thơ ngồi cho tôi phân tỏ đôi lời. Giang Tam Tẩu kéo ghế cho Yến Ngọc ngồi, Thiếu Hoa cũng ngồi xuống nói. Nhân vì tôi kết thân với nhà họ mạnh nên xúc phạm đến lệnh huynh trong hoàn cảnh trái ngang này làm sao tôi có thể kết hôn cùng tiểu thơ được? Lưu Yến Ngọc nói. Vì tôi vâng lời theo mẫu thân báo mộng nên đến đây, nếu công tử đã đính hôn cùng mạnh thị rồi thì tôi cam làm thứ thất. Thiếu Hoa nói. Tiểu thơ nói vậy sao phải? Vả chăng lịnh tỷ đang làm chánh cung hoàng hậu thì bao giờ quốc trượng lại gả tiểu thơ cho tôi đặng làm thứ thất sao? Hơn nữa lịnh huynh đang cố tâm ám hại tôi thì bao giờ người lại bằng lòng? xin tiểu thơ nghĩ lại. Lưu Yến Ngọc cuối mặt thở dài than. Tôi quả là kẻ vô duyên xấu phận, nay tôi vâng lời thân mẫu đến đính ước cùng công tử, nếu không thành nguyện ở vậy thủ tiết chứ không hề về duyên cùng ai nữa. Nói đến đây nàng chỉ ngọn đèn tiếp. Có ngọn đèn đây chứng kiến cho tấm lòng tôi, nếu sau này tôi có thay lòng đổi dạ thì trời tru đất diệt. Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy Lưu Yến Ngọc quyết tình gắn bó với mình liền đứng dậy long trọng tuyên thệ tôi đây là hoàng phủ thiếu hoa nếu có phụ lời của tiểu thơ xin quỷ thần soi xét sau đó hai người trao quạt đổi khăn làm vật kỷ niệm bỗng gian tấn hỷ chạy vào nói bây giờ đã quá canh hai rồi xin công tử hãy Lý ra cửa sau trốn Mỹ. về cho mau thiếu hoa nói ta về thì yên cho phần ta rồi nhưng về sau khuê bích hay được thì chắc ngươi không thể nào thoát khỏi tai nạn tấn hỷ nói việc ấy công tử chớ lo tôi đã dự phòng rồi công tử về bên ấy cứ bảo rằng trong khi ngủ ở tiểu xuân đình bỗng thấy lửa cháy may đâu có thần nhân cứu khỏi đem ra bỏ giữa đồng nên mới toàn mạng thiếu hoa nói nếu vậy ngươi hãy kêu dùng hai tên gia tướng ta và đặng chúng cùng về với ta luôn thể công tử làm như vậy thì lậu sự ra còn gì công tử cứ việc về trước đi rồi sáng ngày hai người ấy về sau chớ có hại chi đâu hoàng phủ thiếu hoa gật đầu khen phải vội vã bước ra ngoài tiểu xuân đình lưu yến ngọc giang tam tẩu cùng tấn hỉ ba người bước theo tiễn đưa chàng ra tận cửa vườn sau rồi mới trở lại thoát khỏi huê viên thiếu hoa đi được một hồi lâu bỗng nghe phía sau có tiếng gọi ai đó có phải hoàng phủ công tử không thiếu hoa giật mình quay lại trông thấy một chú tiểu tăng chàng hỏi tại sao người lại biết tôi tên tiểu tăng miễn cười đáp tôi vâng mệnh sư phụ tôi đến đây chờ tiếp công tử xin công tử hãy ghé vào dùng trà thiếu hoa đoán chắc sư phụ tên tiểu tăng này không phải là hạng tầm thường chàng lên tiếng hỏi chẳng hay sư phụ người pháp danh là gì tiểu tăng đáp sư phụ tôi chính là thanh tu trưởng lão ở tại chùa huyên giác gần nơi đây dứt lời tiểu tăng quay đi thiếu hoa nối gót theo sau vừa đến cửa chùa đã thấy trưởng lão bước nhanh nghinh tiếp thanh tu trưởng lão nói tôi mừng cho quý nhân thoát khỏi hỏa tai lại gặp được mối lương duyên đẹp thiếu hoa nghe trưởng lão nói trúng đích sự việc chàng giật mình nhưng giả vời nói nào tôi có bị tai nạn gì đâu và cũng không gặp lương duyên nào cả thanh tu trưởng lão cười ha hả công tử lại phải giấu ta làm gì vì ta đã thấu hiểu các việc quá khứ vị lai like kia mà nếu công tử không tin cứ việc ở lại đây chờ xem ngọn lửa bên lưu viên rồi mới biết lời của lưu tiểu thơ là chân thật Hoàng Phủ Thiếu Hoa thấy trưởng lão hiểu biết tâm sự của mình nên mới chịu thiệt. Trưởng lão hối tiểu tăng dân trà lên và thông thả nói. Công tử cùng lưu tiểu thơ vốn có tiền duyên, nên cuộc nhân duyên này về sau thế nào cũng sung hiệp, nhưng công tử phải bị lâm nạn lớn trong vòng 3 năm đến nỗi tan nhà nát cửa, cốt nhục phân ly. Tuy vậy ta khuyên công tử chớ nên ưu phiền, phải bền chí làm tròn hai chữ hiếu trung thì sẽ có trời phù hộ. Đó chính là việc thiên cơ vô cùng bí nhiệm, xin công tử chớ nên tiết lậu. Thiếu hoa nghe nói thất kinh hỏi phăng. Chẳng hay nạn ấy có hại chi đến tánh mạng không, thưa sư phụ. Thanh tu trưởng lão đáp. Công tử là bậc quý nhân, nên dù có tai nạn chi cũng không hại đến tánh mạng. Miễn là chịu đựng cam khổ qua ba năm rồi thì một nhà sung hiệp hưởng phú quý vinh hoa. Nói rồi, trưởng lão bảo tiểu tăng đem cờ ra để cùng thiếu hoa chơi vài ván đặng chờ xem ngọn lửa bên vườn hoa họ lưu bây giờ xin nói việc giang tấn hỷ khi tiễn đưa hoàng phủ thiếu hoa thoát ra cửa sau về rồi liền trở vào đem bổi chất đầy xung quanh tiểu xuân đình đợi đến canh ba khi trời nổi gió mới đốt cháy lửa gặp bổi khô gió mạnh nên chỉ trong nháy mắt ngọn lửa bốc cao tột trời giang tấn hỷ vờ vừa chạy vừa la lửa cháy lửa cháy hoàng công tử uống rượu say đạp đổ ngọn đèn bắt lửa cháy nhà rồi bớ người ta đến cứu đến cứu. Tào Tính và Ngô Tường ở ngoài Huê Viên đang uống rượu nghe la bài hải, lật đật chạy ra hỏi Giang Tấn Hỷ. Có thấy công tử tôi chạy ra không? Tấn Hỷ đáp. Chưa, chưa thấy. Hai người nghe nói thất kinh áp vào kêu réo thiếu hoa ông sòng mà không nghe tiếng đáp lại, chỉ thấy ngọn lửa bốc cao đốt cháy cây gỗ nổ bông bốt. Cả hai đều dậm chân khóc trống lên lúc ấy tấn phòng quan hay tin trong vườn quốc trượng lửa cháy liền đem binh vào tiếp chữa tào Tính và ngô tường vội nói với tấn phòng quan hoàng phủ công tử tôi đang ngủ trong ấy mà thình lình bốc cháy hãy mau mau tưới tắt lửa và tìm kiếm tử thi tấn phòng quan nghe nói thất kinh trời ơi lại có hoàng phủ công tử trong ấy sao nói rồi đốc thúc quân sĩ một mặt tưới nước vào như mưa một mặt quăng câu liêm câu móc vào dựt sập tiểu Xuân Đình tìm kiếm không sót chỗ nào mà vẫn không thấy tử thi đâu cả. Tấn Phòng Quang nói, trong đó không có tử thi nào cả, chắc là Hoàng Phủ Công Tử đã hay được chạy thoát rồi. Tào Tính và Ngô Tường không biết sao phải đốt đuốc đặng chạy đêm về báo tin, nhưng rủi cửa thành chưa mở nên phải ngồi chờ đến khuya mới qua được. Còn Giang Tấn hỉ đợi cho ngọn lửa tàn, giao công việc nhà cho gia tướng rồi tung mình lên ngựa phi nhanh qua nhà họ cố đặng tin cho khuê bích hay. Lưu Khuê Bích hay tin nửa mừng nửa sợ. Mừng là vì giết được người tình địch thỏa lòng ghen ghét, nhưng sợ là sợ rồi đây Hoàng Phủ Kính sẽ bắt phải đền mạng. Chàng vội vã cùng Giang Tấn Hỷ ra về. Đến nơi, Lưu Khuê Bích hay tin không tìm được thi thể của Thiếu Hoa thì thất kinh sợ rằng Thiếu Hoa đã thoát khỏi. Giang Tấn Hỷ biết ý vội nói. Xung quanh tiểu Xuân Đình tôi chất bổi nhiều lắm và nổi lửa đốt lên một lượt, tưởng Thiếu Hoa không tài nào thoát khỏi đặng đâu. Lưu Khuê Bích nghe nói mới an tâm, tỏ lời khen ngợi Giang Tấn Hỷ không ngớt. Hồi 8 Hoàng Nguyên Soái nổi giận tra gia tướng. Giang Tấn Hỷ bí mật tở chân tình. Nhắc lại Thiếu Hoa cùng hai tên gia tướng xin phép qua bên Côn Minh Trì chơi thuyền cùng Lưu Khuê Bích, vợ chồng Hoàng Phủ kính đợi mãi đến chiều tối vẫn không thấy con mình về. Doãn Phu Nhân lấy làm lo lắng hỏi chồng. Lạ thật. Không biết Thiếu Hoa có đi chơi thế nào đến bây giờ vẫn không thấy tâm dạng hoàng phủ kính vẫn bình tĩnh nói phu nhân khéo lo tôi biết chắc thế nào thiếu hoa qua bên ấy cũng bị lưu khuê bích cầm giữ lại không cho về vì không mấy khi thiếu hoa nó qua bên ấy mà cuộc giao du của hai trẻ quá thân thiết làm sao cáo từ được suốt đêm ấy doãn phu nhân lo ngại nên thao thức mãi không ngủ được trời vừa rừng sáng trông thấy trưởng hoa tiểu thơ bước vào phòng doãn phu nhân vội hỏi bây giờ trời đã sáng rồi sao không thấy em con về trưởng hoa tiểu thơ nói không biết chừng lưu khuê bích cầm lại dùng cơm sớm mai rồi mới cho về chăng tiểu thơ nói vừa dứt lời bỗng thấy tào tính và ngô tường từ ngoài ngõ hơ hải chạy vào quỳ mọc xuống đất vừa lạy vừa khóc đồng thanh bẩm nguy tai rồi lão gia ôi tánh mạng của hoàng phủ công tử thật khó bảo toàn vợ chồng hoàng phủ kính nghe nói thất kinh quát hỏi tại sao tánh mạng công tử lại khó bảo toàn hãy nói mau Tào Tính và Ngô Tường gạt nước mắt đem hết sự việc kể lại đầu đuôi cho vợ chồng Hoàng Phủ Kính nghe. Doãn Phu Nhân nghe nói vùng khóc trống lên rồi lớn tiếng mắng hai tên gia tướng. Tại sao công tử bay chết thiêu mà chúng bay lại còn sống chạy về đây được? Thế thì cái chết của công tử nếu chúng bay không nhúng tay cũng biết trước nên mới thoát thân được. Tào Tính và Ngô Tường nghe Phu Nhân buộc tội, chúng sợ hãi run rẩy đáp. Bẩm Phu Nhân, khi Tiểu Xuân Đình bị phát hỏa thì hai tôi đang uống rượu ở ngoài nên không hề chi. Hoàng Phủ Kính nghe nói nổi giận lôi đình vỗ ghế nạt lớn. Công tử ở trong phòng sao chúng bay không ở trong đó hầu hạ lại ra ngoài uống rượu, vậy thì đem hai đứa bay theo làm gì? Hai tên gia tướng sợ hãi khép nép thưa. Bẩm nguyên soái, chỉ vì công tử dạy chúng tôi mới dám. Lúc ấy, có một tên gia nhân của Lưu Gia tên Giang Tấn Hỷ đến mời chúng tôi ra ngoài uống rượu, chúng tôi cố ý từ chối, nhưng công tử thấy hắn có lòng tử tế nên công tử bảo chúng tôi cứ việc đi, chẳng dè khi ra ngoài được một lát thì thấy tiểu Xuân Đình phát hỏa. Không biết tai họa tự đâu đem đến chứ chẳng phải do chúng tôi ham ăn uống mà ra, xin nguyên soái lượng xét cho. Trưởng Hoa Tiểu Thơ xen vào hỏi. Lưu công tử đã có việc đi vắng, sao em ta lại không về còn ở lại làm gì? Thưa Tiểu Thơ, lúc Lưu công tử ra đi, công tử tôi cũng tỏ ý muốn cáo từ nhưng lưu công tử cầm lại chẳng cho về. Trưởng hoa tiểu thơ hừ một tiếng tỏ vẻ hàng học. Thế thì quả nhiên lưu khuê bích đã đem lòng oán hận về việc thi bắn lúc trước cho nên lập mưu ám hại em ta đặng tranh cướp mạnh thị. Nếu không phải vậy thì phàm chủ nhà đã đi vắng còn cầm khách ở lại làm gì? Trưởng hoa tiểu thơ luận lẽ ấy, cả nhà ai cũng cho là phải. Trưởng hoa lại lên tiếng hỏi tiếp hai tên gia tướng chúng bay có biết ai là người coi giữ cái huê viên ấy không? Và lúc ngọn lửa cất cháy có ai cứu chữa không? Tào Tính và Ngô Tường đồng thưa. Người giữ vườn là Giang Tấn Hỷ và cũng chính tên ấy vào mời chúng tôi đi uống rượu, hắn trạc độ 16-17 tuổi, còn trong khi phát hỏa thì có Tấn Phòng quan đem binh đến cứu chữa. Trưởng Hoa lại hỏi. Trong lúc quan đến cứu chữa có tìm thấy thi hài không? Dạ thưa tiểu thơ lúc ấy chúng tôi có bảo tấn phòng quan đốc quân tìm kiếm nhưng không tìm thấy thi hài nào cả. Trưởng Hoa ra chiều suy nghĩ rồi quay lại nói với song thân. Thế thì con tin chắc em con chưa chết, vì cứ như dung mạo của em con không phải là kẻ yếu tướng, hơn nữa không tìm thấy thi hài tất nhiên em con trốn thoát được rồi. Tiểu thơ lại gạn hỏi hai tên gia tướng xem lúc tấn hỷ đến mời đi uống rượu với thái độ ra sao hai tên gia tướng kể lại sự việc tấn hỷ mời chúng ra ngoài rồi kêu hai người nữa cùng bắt chén đoạn hắn bỏ ra huê viên lấy cớ đi tuần phòng rồi trong lúc phát hỏa hắn lại tri hô lên trước nhất trưởng hoa cau mày nói nếu vậy thì thế nào tên giang tấn hỷ ấy cũng có nhúng tay vào vụ này chắc là lưu khuê bích bảo tấn hỷ rủ hai đứa này ra ngoài chờ cho thiếu hoa ngủ say rồi ám hại hoàng phủ kính nói lời con đoán có lý lắm vậy bây giờ ta phải lập tức bắt giang tấn hỷ về đây tra vấn trước đã rồi sau sẽ hỏi lưu khuê bích dứt lời hoàng phủ kính tung mình lên ngựa tuốt sang lưu phủ lúc ấy lưu khuê bích đang ngồi trong phòng bỗng nghe gia đình chạy vào báo có hoàng phủ nguyên soái đến khuê bích lật đật chạy ra nghinh tiếp chàng trông thấy Điều nguyên soái hầm mình. hầm sắc giận một cái nhìn nguyên soái cũng đủ làm cho khuê bích khiếp đảm lo âu hoàng phủ kính gằn giọng hỏi đêm hôm qua vì cớ gì bên này phát hỏa còn con tôi bây giờ hiện ở đâu lưu khuê bích đáp thưa việc ấy tôi không được rõ vì đêm hôm qua tôi mắc đi sang nhà cậu tôi hộ tang cho bà ngoại lúc ấy lịnh lan ngủ tại tiểu xuân đình không biết lý do gì bị hỏa tai mãi đến khi gia nhân tin cho tôi chạy về thì tòa nhà ấy đã biến thành đống tro vả lại trong lúc ấy có tấn phòng quan đem binh đến cứu chữa nhưng tìm bới không thấy thi hài chắc có lẽ lịnh lan chạy khỏi rồi cũng nên. Hoàng Phủ Kính xoe tròn đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Khuê Bích nói. Nếu bảo rằng con ta thoát khỏi, sao đến bây giờ không thấy nó về? Hãy dắt ta vào đó khám xét xem nào. Lưu Khuê Bích vội vàng đưa Hoàng Phủ Kính ra tiểu Xuân Đình. Đến nơi, Hoàng Phủ Kính truyền quân bới tìm thật kỹ, nhưng không tìm thấy chi hết. Lúc ấy gia tướng nhà họ Lưu cũng ra đứng vây xem thật đông. Tào Tính và Ngô Tường chỉ Giang Tấn Hỷ nói với Hoàng Phủ Kính: Thưa nguyên soái, đêm hôm qua chính tên này ép mời chúng tôi uống rượu đây. Hoàng Phủ Kính liền kêu Tấn Hỷ đến. Tấn Hỷ nhận thấy mình là ân nhân của thiếu hoa nên không chút ngại ngùng, chàng ung dung bước tới quỳ xuống. Hoàng Phủ Kính quát hỏi: Ngươi tên họ gì? Có phải ngươi là kẻ coi giữ cái huê viên này không? Giang Tấn Hỷ bình tĩnh bẩm: Bẩm nguyên soái. Tôi tên Giang Tấn Hỷ và chính tôi có nhiệm vụ trong coi cái huê viên này. Hoàng Phủ Kính gằn từng tiếng. Đêm hôm qua ngươi ép hai tên gia tướng của ta uống rượu rồi ngươi lại bỏ đi đâu? Giang Tấn Hỷ đáp. Vì đêm qua cố phu nhân và lưu công tử đi vắng nên tôi phải đi tuần huê viên. Hừ. Nếu ngươi tuần phòng cẩn mật như vậy tất nhiên việc phát hỏa này vì duyên cớ gì ngươi phải biết rõ chứ. Giang Tấn Hỷ đáp. Lúc ấy tôi đang đi tuần bên ngoài, thình lình thấy lửa dậy vội tri hô lên chứ vì duyên cớ gì thật tình tôi không biết. Hoàng Phủ Kính nghe hắn chối quanh giận quá nạt lớn. Ngươi bảo ngươi mắc việc không thể uống rượu được thì việc gì lại ép người ta uống. Có phải là ngươi dùng kế điệu hổ ly sơn để ám hại con ta không? Chắc chắn việc phóng hỏa do tay ngươi rồi chứ còn chối cãi gì nữa. Dứt lời, Hoàng Phủ Kính hô quân áp lại bắt Giang Tấn Hỷ đem ra vấn. Tấn Hỷ liền quỳ mọc xuống lạy thưa. Việc mời uống rượu ấy cũng vì tôi có lòng quý trọng hai người, còn việc xảy ra hỏa tai thật tình tôi không biết xin nguyên soái lượng xét cho. Lưu Khuê Bích thấy thế sợ Hoàng Phủ Kính đem Tấn Hỷ về tra khảo lậu sự nên bước ra nói. Xưa nay Giang Tấn Hỷ vốn kẻ lương thiện, tôi chắc hắn không bao giờ làm chuyện ác nhân vậy đâu. Nếu nguyên soái làm vậy oan cho nó tội nghiệp. Hoàng Phủ Kính nhìn Khuê Bích nghiêm sắc mặt nói. Còn công tử mắt đi hộ tan sao cầm con tôi lại làm gì? tôi chắc việc này do công tử chủ mưu ám hại con tôi lưu khuê bích thản nhiên đáp việc cầm bạn ở lại chơi cũng là việc thường tình vả lại tôi có ngờ đâu lịnh lan lại say rượu đạp đổ đèn làm cháy mất một tòa nhà của tôi phải chi tôi biết trước như thế thì tôi cầm cộng làm gì nay nguyên soái bắt gia nhân của tôi đem về tra vấn tôi e trái đạo lý chăng hoàng phủ kính nghe khuê bích nói lý lại càng nghi ngờ hơn nữa lớn tiếng nói Công tử nói rằng công tử có lòng tử tế mời con tôi ở lại, nhưng nghiệm theo lẽ thì không thể tin được. Dứt lời Hoàng Phủ Kính ra lệnh áp giải Giang Tấn Hỷ về Phủ. Quân sĩ được lệnh áp tới trói Giang Tấn Hỷ dẫn đi lập tức. Lúc ấy, Giang Tấn Hỷ tưởng Hoàng Phủ Thiếu Hoa đã về đến nhà rồi, còn việc Hoàng Phủ Kính làm như vậy là để cho Lưu Khuê Bích khỏi nghi ngờ mình nên không sợ sệt gì cả, lại giả vờ kêu lên. Lưu Công Tử ôi! Hãy cứu tôi với! lúc ấy lưu khuê bích cũng muốn cứu nhưng không biết làm sao đành đứng trơ trơ như tượng gỗ về đến phủ hoàng phủ kính thuật lại cho doãn phu nhân và trưởng hoa tiểu thơ nghe trưởng hoa bấm tráng suy nghĩ hồi lâu rồi nói nếu không tìm thấy thi hài thì chắc chắn là em con thoát thân rồi xin phụ thân hãy an tâm hoàng phủ kính thở dài nói nếu nó thoát được thân sao mãi đến bây giờ không thấy về thật ta lo ngại quá thôi để ta đem giang tấn hỷ ra hỏi xem sao dứt lời hoàng phủ kính truyền quân bày đồ hình cụ ra rồi cho giải giang tấn hỷ vào giang tấn hỷ đến nơi thấy vậy tưởng nguyên soái giả vờ để che mắt lưu khuê bích nên chàng vẫn bình tĩnh hoàng phủ kính lên tiếng hỏi ta thấy ngươi còn nhỏ tuổi nên chắc việc này chẳng phải do tay ngươi vậy kẻ nào chủ mưu hãy khai mau giang tấn hỷ tưởng nguyên soái giả cách hỏi vậy thôi nên chàng đáp ngay không cần nghĩ bẩm nguyên soái Việc này do công tử say rượu đạp đổ đèn nên lửa bắt cháy chứ không ai âm mưu ám hại cả. Xin nguyên soái xét lại. Nguyên soái nghe nói nổi giận nạt lớn. Ta thấy ngươi còn nhỏ nên không nỡ ra hình, sao ngươi dám đem lời xảo trá dối ta? Hừ, nếu ngươi không thú thật chớ trách ta sao độc ác. Bấy giờ Giang Tấn Hỷ có ý giận thầm, hắn nghĩ tại sao công tử đã thoát thân về được rồi lại còn muốn làm khổ ta như vậy? Nghĩ đoạn Giang Tấn Hỷ vội thưa bẩm nguyên soái hãy cho tôi nói một đôi lời. Hoàng Phủ Kính nghe Tấn Hỷ nói như vậy liều truyền quân sĩ bước ra ngoài hết và bảo. Ngươi có điều chi hãy nói đi. Giang Tấn Hỷ nhìn bốn bên thấy vắng người liền bước đến gần Hoàng Phủ Kính nói nhỏ. Bẩm nguyên soái cho tôi xin hỏi nguyên soái một lời. Chẳng hay nguyên soái giả vờ làm như vậy hay Hoàng Phủ Công Tử chưa về. Hoàng Phủ Kính lấy làm ngạc nhiên. Nào! Ta có thấy con ta về bao giờ đâu? Giang Tấn Hỷ thất kinh nói. Trời ơi! Té ra công tử chưa về sao? Thế thì lạ lùng thật. Ngươi nói gì vậy, ta không hiểu gì cả. Hãy nói thật ra cho ta biết, chớ nên giấu giếm. Giang Tấn Hỷ liền quỳ xuống thuộc đầu đuôi mọi việc cho Hoàng Phủ Kính nghe. Hoàng Phủ Kính nghe xong nửa mừng, nửa sợ, nói. Nếu vậy thì ngươi là ân nhân của con ta rồi, ta cần phải hậu tạ ngươi mới được, song không biết tại sao mãi đến bây giờ không thấy con ta về giang tấn hỉ ra chiều suy nghĩ rồi nói không biết chừng công tử bị việc chi cản trở dọc đường chăng nhưng tôi tin chắc sớm tối gì công tử cũng về xin nguyên soái chớ lo hoàng phủ kính nói thôi được bây giờ ngươi hãy ở lại đây uống rượu chơi chờ con ta về sẽ nói chuyện giang tấn hỉ nói xin đa tạ tấm lòng đoái thương của nguyên soái song bây giờ nếu tôi uống rượu ở đây tất nhiên Lưu Công Tử sẽ đem lòng nghi kỵ và làm khó dễ tôi. Giang Tấn Hỷ vừa nói dứt lời bỗng có quân chạy vào báo. Bẩm nguyên soái, công tử đã về. Hoàng Phủ Kính nghe nói mừng rỡ vô cùng. Xin nhắc lại việc thiếu hoa ghé vào chùa với thanh tu trưởng lão đánh cờ đặng chờ xem lửa cháy trong vườn họ lưu. Quả nhiên vào lối canh ba bỗng thấy trong huê viên lửa dậy hừng hực trời. Bấy giờ chàng mới tin lưu khuê bích có lòng hại mình. Sáng hôm sau Thanh Tu cầm thiếu hoa ở lại dùng cơm mai rồi mới cho về, nên mới trễ nải như vậy. Khi Hoàng Phủ thiếu hoa bước vô nhà, Giang Tấn Hỷ liền chạy tới vái lạy và hỏi. Tại sao mãi đến bây giờ công tử mới về? Thiếu hoa lật đật giơ tay đỡ Giang Tấn Hỷ dậy và nói. Người là ân nhân cứu mạng của tôi, xin chớ thủ lễ quá vậy, xin mời người ngồi đây tôi sẽ nói chuyện. Nói rồi Hoàng Phủ thiếu hoa đi thẳng ra sau hậu đường, ai nấy đều mừng rỡ súng lại hỏi lăng xăng. Thiếu hoa thuộc lại đầu đuôi mọi việc cho cả nhà nghe, duy có việc thanh tu trưởng lão mắt cho biết gia đình họ hoàng phủ phải chịu tai họa trong ba năm nhà tan cửa nát, cốt nhục phân ly, chàng không nói ra vì sợ song thân phiền muộn. Thiếu hoa còn kể lại việc đính hôn với Lưu Yến Ngọc cho song thân nghe, nhưng chàng căn dặn không nên tiết lộ, sợ Lưu Khuê Bích biết được có hại cho em gái, và mạnh lệ quân hay được cũng sanh lòng ghen tương. Hoàng Phủ Kính gật đầu khen. Con nói phải lắm. Rồi ông lấy ra 10 lượng vàng trao cho Giang Tấn Hỷ, và nói. Ta thưởng cho ngươi 10 lượng vàng này để đáp lại tấm lòng tốt của ngươi, nếu mai sau ngươi có cần gì cứ việc qua đây ta sẽ giúp đỡ cho. Giang Tấn Hỷ tỏ lời từ chối. Tôi xin đội ơn nguyên soái, nhưng việc ấy có chi lâm trọng, tôi không dám nhận lấy số tiền thưởng quá to tác như vậy đâu. Hoàng Phủ Kính nói ngươi đã là kẻ cứu mạng của con ta, đáng lẽ ta phải thâu dùng mới phải, chứ mười lượng vàng này có thấm vào đâu. Nhưng ngặt vì ngươi hiện đang ở với họ lưu, nếu họ lưu đối đãi tử tế với ngươi thì thôi, bằng không thì hãy qua đây ta sẽ trọng đãi. Giang Tấn Hỷ nghe nói, mừng rỡ tiếp lãnh số vàng rồi thưa. Mẹ con tôi ở nhà họ lưu từ lúc tôi mới lên 9 tuổi, được cả nhà thừa nhận mẹ con tôi là người tâm phúc, nay vì lưu công tử lập tâm độc ác tôi phải làm như thế cũng đã bất nghĩa lắm rồi, lẽ nào lại bỏ đó sang đây sao phải? Nhưng tôi chỉ xin công tử một điều là nếu ai có hỏi hãy nói rằng trong khi đang ngủ say thấy lửa dậy rồi có một thần nhân hiện ra cứu đem bỏ giữa đồng, sáng ngày hôm sau mới hỏi thăm đường về nhà. Nếu công tử thố lộ chân tình thì chẳng những liên lụy đến tiểu thơ mà thôi, tánh mạng của mẹ con tôi cũng khó bảo toàn. Cha con Hoàng Phủ kính nhận lời rồi sai người đưa Tấn Hỷ ra về. Khi Giang Tấn Hỷ về rồi, Hoàng Phủ Kính kêu Tào Tính và Ngô Tường chỉ vào mặt mắng. Hai đứa bay toàn là kẻ tham ăn tham uống rủi chút nữa là con ta chết mất rồi. Thế thì ta còn dùng hai đứa bay sao được? Tào Tính và Ngô Tường thất kinh quỳ lại cầu vang. Thiếu Hoa thấy vậy thương tình bước tới thưa. Xin phụ thân hãy dung cho nó, vì việc này do con bảo chứ chúng nó không dám tự tiện bỏ ra ngoài. Hoàng Phủ Kính bằng lòng tha thứ nhưng lại nói chúng bay mới lầm lỡ lần đầu ta cũng thương tình tha cho nếu lần sau có vậy nữa ta sẽ trị tội nặng hai tên gia tướng mừng rỡ lạy tạ lui ra nói về lưu yến ngọc và giang tam tẩu khi hay tin hoàng phủ kính bắt giang tấn hỷ về trong lòng lo ngại không yên hai người không biết hoàng phủ thiếu hoa có về đến nhà hay không nếu có về nhà tại sao hoàng phủ nguyên soái lại bắt giang tấn hỷ ngày sau giang tam tẩu giả vờ đến khóc lóc với lưu khuê bích hôm qua Hoàng Phủ Nguyên soái bắt con tôi sang bên đó tra vấn, tôi sợ con tôi bị đòn thì chịu không nổi khai bậy ra thì biết làm sao. Trong lúc hai người đang bàn luận, bỗng thấy Giang Tấn Hỷ về, dọc đường Tấn Hỷ đã lấy đất và lọ bôi mặt cho lem lút trông như người bị khảo tra như tử vậy. Hắn vừa bước vào nhà vừa đi cà nhắc trong bộ thảm thương, Giang Tam Tẩu vừa thấy con, giả vờ kinh hãi chạy ra hỏi. Con ơi! Hình như con bị tra khảo nhiều lắm phải không? Giang tấn hỉ thổn thức thưa. Khổ lắm mẹ ơi. Hoàng phủ nguyên soái bắt con về cục chặt cứng rồi lấy kềm kẹp đau đứt ruột. Nguyên soái buộc con phải thay việc do lưu công tử thù hằn về vấn đề lương duyên của mạnh thị nên phóng hỏa ám hại hoàng phủ công tử. Con nhất định chối từ thì bọn gia tướng lại ra tay kềm kẹp dữ dội, may thay lúc đó có hoàng phủ công tử về, con mới thoát nạn. Lưu Khuê Bích nghe nói, thất kinh hỏi ngươi bảo hoàng phủ thiếu hoa thoát khỏi về đặng được rồi à vâng sự thật là như vậy tôi nghe hoàng phủ công tử thuật lại rằng trong cơn lửa dậy mười phần nguy cấp bổng đâu có một vị thần hiện ra cứu người rồi bay vụt lên không trung đem bỏ giữa đồng vì trời tối mà ở đó đường xá lại lạ lùng nên người đợi đến sáng mới hỏi thăm đường về trên đường về hoàng công tử đi quanh lộn mãi đến trưa mới đến nơi lưu khuê bích nghe qua thở dài tâm tức vì đã hại người tình địch không được lại thiếu mất một tòa nhà xinh đẹp trong huê viên